anh chàng Nhật, người đã từ lâu không còn trong phi đội. Giờ đây đã trở thành một phi công thử nghiệm. Anh ta phóng như bay trên chiếc mô tô, nhanh chóng đến một nhà chứa máy bay trong khu vực quản lý. Bên trong đậu chiếc máy bay ném bom siêu Việt mà quân đội M hằng mơ ước, máy bay. Nhưng bạn thân lại nói với anh, họ bị cấm bay rồi, cấp trên chuẩn bị ngân sách, chuyển sang phát triển máy bay không người lái, trừ phi chiếc máy bay này có thể bay đến 10 Mach. Họ muốn 10 Mach ư? Vậy hãy cho họ 10 Mach. Thế là Nhật đã trải qua bài kiểm tra thể lực, mặc vào bộ đồ bay đặc chế, chuẩn bị bất chấp mệnh lệnh, cương quyết thử nghiệm. Cùng với hai động cơ khởi động thành công, Nhật lái chiếc máy bay lao ra đường băng. Lúc này, thiếu tướng vừa mới đến cửa, nhưng mũi tên đã rời cung, không thể dừng lại. Nhật không hề do dự, sẵn sàng bay lên bầu trời. Sau khi leo lên độ cao 600 feet, máy bay đã tăng tốc lên 3,5 Mach, sau đó bay sát tầng mây, tốc độ đã vượt quá 7 Mach. Nhật nhìn vào thiết bị hiển thị, nhanh chóng đạt 8 Mach rồi 9 Mach. Dưới ánh chiều tà, bề mặt máy bay tăng nhiệt cực nhanh, Nhật đã vượt qua tốc độ 9,5 Mach, đương nhiên đã trở thành người đàn ông nhanh nhất thế giới. Nhưng anh ấy còn muốn nhanh hơn nữa, chẳng bao lâu nữa nó sẽ là 9,8 Mach rồi đến 9,9 Mach. Máy bay vẫn đang tăng tốc. Tiến lên. Tiến lên. Đúng lúc cả sân vận động reo hò, Nhật muốn tiếp tục tăng tốc, 10,1 Mach, 10,2 Mach. Là một phi công, anh rất có gan. Tôi phải thừa nhận điều đó. Ôi, thật thảm. Chuyện gì vậy? Với vụ tai nạn lần này, Nhật đáng lẽ ra sẽ bị phạt cấm bay vĩnh viễn, nhưng nhờ có cuộc điện thoại của người băng, Nhật đã được sắp xếp đến hạm đội Thái Bình Dương để nhận nhiệm vụ mới. Người băng là một tư lệnh, hạm đội Thái Bình Dương đã nghỉ hưu, nhưng từng là người anh em. Phi công cất cánh, sống chết có nhau với Nhật. Nhanh chóng, Nhật cưỡi chiếc Kawasaki H2, hào hứng lên đường đến. Phi đội hải quân, hãy đến phòng họp, cấp trên giải thích mục tiêu nhiệm vụ. Có một nhà máy làm dầu uranium bất hợp pháp, được xây dựng trong khu vực núi. Xung quanh có tên lửa dẫn đường nhiệt, có một sân bay bên cạnh, bên trong đỗ một số chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tàng hình Su-57 có thể cất cánh chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng nhiệm vụ xuất kích của quân đội M lại là máy bay chiến đấu thế hệ 4F-18 Hornet. Nhật nghe xong, trong lòng trùng xuống. Đây hiển nhiên là một cuộc tấn công tự sát, nhưng thách thức càng lớn. Nhật lại càng phấn khích, nhưng ngay lúc đó, cấp trên lại dội cho anh một gáo nước lạnh. Nhiệm vụ lần này của anh không phải chiến đấu trực tiếp, mà là trở thành một giáo viên dạy bay, đào tạo ra những phi công có thể thực hiện nhiệm vụ. Điều quan trọng là trong danh sách học viên, còn có một chàng trai trẻ mà Nhật không muốn đối mặt nhất, Hải. Sau đó, Nhật đến quán bar, suy nghĩ xem có nên trở thành giáo viên dạy bay không. Tại đây, anh gặp lại người yêu cũ Lan. Trong lúc hai người tâm sự chuyện xưa, những phi công trong danh sách cũng lần lượt đến, tất nhiên cũng bao gồm cả Hải. Hãy đến đây để vui chơi, Nhật không biết phải đối mặt thế nào, rời khỏi quán bar. Nhưng ở cửa, anh nghe thấy Hải. Điều này khiến anh ta lập tức nhớ lại quá khứ, chơi và hát cùng một lúc, khi mới vào phi đội. Nhật và phi công phụ lái của anh, lúc đó, cậu bé trên đàn piano chính là con trai của anh ấy. Ngỗng ngốc thường hát bài này, cũng chính là Hải hiện tại. 36 năm trước, trong một vụ tai nạn nhiệm vụ, Vinh đã không may thiệt mạng. Vợ anh ấy yêu cầu Nhật, ngoài nỗi đau buồn, đừng để con trai bà tiếp tục làm phi công. Vì điều này, trước đây Nhật đã từ chối đơn xin vào Học viện Hải quân của Hải. Giờ đây, nhìn Hải một lần nữa gia nhập Hải quân, Nhật quyết định sẽ để cậu trở thành một phi công chiến đấu thực thụ. Đây là những phi công máy bay chiến đấu xuất sắc nhất của hạm đội Thái Bình Dương nước M tốt nghiệp, và giáo viên thực chiến của họ chính là người trong 40 năm qua là người duy nhất tiêu diệt 3 chiếc máy bay địch, kẻ cô độc, Nhật. Nhật trực tiếp ném bỏ sách giáo án, phương pháp dạy của anh ấy chính là dùng thực chiến để nghiền nát sự tự tin cao ngạo của những học viên này, sau đó để họ không ngừng vượt qua giới hạn để trở thành những phi công trẻ tuổi ưu tú nhất. Hai phi cơ chiến đấu một đội, một máy bay dẫn đầu và một người điều khiển cánh, hai chọi một đối kháng Nhật, bị bắn rơi phải làm 200 cái hít đất. Học viên đều cho rằng điều này không khó, không ngờ Nhật tăng tốc một cái đã xuyên qua hai chiếc F-18, làm tổ bay thứ nhất giật mình kinh hãi. Sau khi Nhật phá vỡ đội hình, liền bám sát không tha phi cơ dẫn đầu, rất nhanh gà trống dẫn phi cơ số 2 lôi kéo Nhật đi, nhưng anh ta nhanh chóng bị dồn đến dưới mức cảnh báo cao độ 5.000m. Gà trống phạm lỗi leo lên nhanh chóng, đây chính là tầng ngắm của Nhật. Sau đó 200 cái hít đất đã được gửi đến tổ thứ hai trước khi cất cánh còn chế giễu gà trống. Không ngờ cả hai đều bị bắn rơi và cùng làm hít đất theo. Tổ thứ ba có mật danh kiếm thủ,
tuyển thủ hạt giống, nhưng Nhật tăng tốc thẳng mặt. Trước tiên đã cho đối phương một đòn hạ mã uy, sau đó kiếm thủ từ bỏ phi cơ số 2, leo thẳng, Nhật quay lại giải quyết phi cơ số 2 trước, rồi kiếm thủ định ở phía sau. Đây là một thủ thuật, chim vàng Anh ở phía sau. Không ngờ Nhật trực tiếp bay lên hướng về phía mặt trời, rất nhanh kiếm thủ mất dấu mục tiêu, và giây tiếp theo Nhật xuất hiện ở phía sau. Trận chiến thực sự đầu tiên, tất cả học viên đã toàn quân bị diệt. Ngày thứ hai, kiếm thủ và gà trống cùng một tổ. Đang khi hai người tìm kiếm Nhật, Nhật lộn một vòng đến đỉnh đầu của gà trống. Gà trống vẫn không biết Nhật tại sao lại cản anh ta vào phi đội hải quân, cho nên trong lòng vẫn luôn ấm ức. Vì thế anh ta cứ lượn vòng lao xuống, chính là không chịu tự giải thoát trước. Độ cao, độ cao. Cảnh báo, cảnh báo. Cậu làm được, đừng do dự phòng thủ mà làm đi. Cậu bắt được anh ta rồi, hạ thấp rồi nã súng. Quá thấp. Quá trễ rồi, cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Cậu đã bị bắn hạ, toi rồi. Một ván phản sát hoàn hảo, đã cho gà trống một bài học sâu sắc. Sau đó Nhật bắt đầu giải thích nhiệm vụ lần này cho học viên. 4 chiếc phi cơ chiến đấu phải trong vòng 3 phút bay đến địa điểm chỉ định hoàn thành ném bom. Họ phải ở độ cao bay chỉ 100 feet xuyên qua hẻm núi với tốc độ 660 hải lý. Nếu không sẽ bị radar phát hiện, sau đó bị tên lửa đánh chặn. Kể cả không bị tên lửa bắn trúng, cũng sẽ gặp phải chiến cơ thế hệ thứ 5 Su-57 F-18 đối đầu với Su-57. Không có cơ hội chiến thắng chút nào. Cho nên muốn sống sót hoàn thành nhiệm vụ, không phải một chiếc bay nhanh, mà tất cả mọi người đều phải đồng bộ. Một khi sai sót, dù là gặp phải tên lửa hay là đâm vào vách đá, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Trong huấn luyện chỉ có gà trống đến được điểm mục tiêu, nhưng anh ta lại giảm tốc độ mất 4 phút. Nhật cho rằng vượt quá thời gian sẽ gặp phải Su-57 cất cánh, kết cục vẫn là cái chết. Nhưng gà trống lại cho rằng không chiến xem ở kỹ năng phi công, chưa chắc đã chết. Vì thế Nhật dầu dĩ không vui, anh ta không biết phải dẫn dắt gà trống thế nào. Rất nhanh người băng gặp riêng Nhật. Người băng mắc bệnh nặng, gần như không thể nói chuyện, đều là chiến hữu từng lên chiến trường. Nhật thà tự mình lên chiến trường, cũng không muốn gà trống đi mạo hiểm. Nhưng người băng nói với anh ta, đã đến lúc nên buông tay rồi. Nếu tôi loại anh ta khỏi nhiệm vụ này, anh ta có thể sẽ ra đi không trở về. Nhưng nếu anh ấy không được gửi đi, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Dù cách này hay cách khác, tôi sẽ mất anh ấy mãi mãi. Tôi biết rồi mà. Người băng đã cởi mở tâm kết của Nhật, sau đó hai người ôm nhau thật sâu sắc. Nhật ngồi trên ghế, nhìn các học viên của mình, tự do tự tại trên bãi biển. Anh ta muốn không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự đoàn kết. Sau khi thư giãn, Nhật đưa Lan từ quán bar về nhà, chờ cho khi đến cửa, nhưng Lan lại cố tình không đóng cửa. Lan đã ly hôn từ rất sớm, luôn tự mình nuôi con gái. Nhật muốn nối lại quan hệ trước đây, không ngờ con gái đột nhiên trở về. Bất đắc dĩ, Nhật nhảy xuống từ tầng trên. Đừng làm tổn thương trái tim bà ấy nữa. Trở lại phi đội vào ngày hôm sau, cấp trên thông báo nhiệm vụ sẽ được đẩy nhanh, chỉ còn một tuần để huấn luyện. Vì thế, Nhật bắt đầu diễn tập tấn công. 4 chiếc máy bay chiến đấu chia thành 2 nhóm. Khi vượt qua dãy núi, họ phải lộn ngược lao xuống. Để duy trì bay ở độ cao thấp, mà mục tiêu tấn công chỉ rộng chưa đầy 3 mét, nhóm máy bay chiến đấu thứ nhất phải bắn tia laser định vị mục tiêu. Nhóm máy bay chiến đấu thứ hai dựa vào định vị để phá hủy mục tiêu. Nhưng muốn trúng mục tiêu rất khó khăn. Sau vụ đánh boom, tất cả máy bay phải lên cao vượt qua đỉnh núi cao. Ứng suất cực đại của F-18 là 7.5. Nhưng tất cả mọi người phải vượt qua giới hạn, chịu đựng ứng lực 9 giờ, cũng tương đương với 900kg trọng lượng cơ thể. Nếu không chịu nổi và ngất đi, kết cục chắc chắn sẽ chết. Liệu có thể vượt qua giới hạn được không? Ngay cả Nhật cũng không chắc chắn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của phi công. Trong một lần mô phỏng nhiệm vụ, Nhật đóng vai máy bay địch, gây nhiễu cho học viên đang thực hiện nhiệm vụ. Bom đã không nhắm bắn chúng, phi cơ đồng đội cũng bị Nhật bắn trúng, còn máy bay chỉ huy thậm chí còn trong giá trị G cực hạn. Ngay sau đó máy bay bắt đầu rơi tự do, Nhật lập tức tăng hết tốc lực, dùng tên lửa mô phỏng khóa mục tiêu máy bay chiến đấu. Cố gắng dùng tiếng cảnh báo để đánh thức học viên đang hôn mê. May mắn thay, ngay trước khi máy bay sắp rơi, học sinh đã thức dậy, một cú kéo lên mạnh mẽ, chiếc máy bay chiến đấu đã bay lên thành công. Nhưng Nhật và học viên phi công vừa thở hắt ra, đột nhiên gặp phải va chạm chim, động cơ bên trái của phi cơ đồng đội ngay lập tức bị hư hỏng. Học viên lập tức tăng độ cao,
dập lửa động cơ, không ngờ động cơ bên phải cũng gặp sự cố. Thử khởi động lại, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Theo sau máy bay bắt đầu rơi tự do. Tôi không thể kiểm soát được nữa. Chúng ta sắp gặp rắc rối. Chúng ta sắp rơi vào thung lũng rồi. Thật vô vọng, hãy nhảy nhanh lên. Nhảy lên, nhảy lên. 66 độ cao, độ cao. Vụ tai nạn lần này khiến hai học viên phải nhập viện. Hai người này là phi công đồng đội của Hải, vì thế Hải cũng rất đau buồn. Anh ta nhân cơ hội chất vấn Nhật, tại sao lúc đầu lại ngăn cản anh ta vào học viện Hải quân. Nhật không muốn anh ta biết, là do mẹ anh ta yêu cầu. Vì thế dù Hải nói khó nghe thế nào, Nhật cũng không nói một lời. Lúc này cấp trên bước vào phòng, thông báo với Nhật rằng người băng đã qua đời. Nhật ngậm nước mắt tham dự tang lễ, đám tang của người băng. Sau đó, cũng vì vụ tai nạn rơi máy bay, núi đất vĩnh viễn, cấp trên đảm nhận nhiệm vụ của giảng viên Hiệp. Cấp trên cho rằng phương pháp giảng dạy của Nhật quá cực đoan và nguy hiểm, nhưng các học viên trong lòng hiểu rõ, nếu ngay cả huấn luyện của Nhật cũng không vượt qua được, vậy thì ra thực hiện nhiệm vụ chính là tự sát. Đúng lúc này một chiếc F-18 đột ngột bay vào không phận huấn luyện. Đúng vậy, chính là Nhật. Anh ấy đặt thời gian hoàn thành là 2 phút 15 giây. Đây là một khoảng thời gian hoàn toàn không thể hoàn thành. Nhưng Nhật chính là muốn tự mình thể hiện giới hạn của con người. Cùng với động cơ tăng hết công suất, Nhật bắt đầu tính giờ, bay siêu thấp tốc độ cao, cộng thêm liên tục đổi hướng. Đối với một người đủ tuổi nghỉ hưu, nỗi đau phải chịu đựng còn lớn hơn nhiều so với những học viên này. Nhưng dù vậy, chiếc máy bay chiến đấu này rất nhanh đã đến khu vực trống rỗng. Theo sau là một cú leo lên cực hạn, rồi lộn ngược lao xuống. Một loạt thao tác của Nhật có thể nói là hoàn hảo. Các học viên theo dõi cũng đều nín thở. Tiếp theo Nhật nhắm chính xác, tên lửa dẫn đường bằng laser được ném đi, lại tiếp tục một cú kéo lên cực hạn, vẫn có thể hoàn thành việc ngắm bắn, mà thời gian thậm chí còn dư thừa. Thao tác vượt ngoài sức tưởng tượng này đã làm rung động tất cả mọi người, kể cả cấp trên. Nhưng cấp trên cũng không vì thế mà khôi phục lại chức giáo viên của Nhật, mà là để anh ấy đảm nhiệm chức đội trưởng, thực hiện nhiệm vụ cá nhân. Đây là điều mà một phi công hàng đầu mong mỏi. Nhưng Nhật cũng hiểu, chiến trường biến đổi trong chớp mắt, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì thế trước khi lên đường, anh ấy ôm chầm lấy Lan. Rất nhanh trên tàu sân bay lây tai, Nhật lặng lẽ hồi tưởng về quá khứ. Tôi nên làm gì? Giáo sư, hãy để chúng tôi tự hào về anh. Cùng với tiếng động cơ hạ cánh, Nhật lại một lần nữa bước lên chiến trường. Anh ta chọn ra 4 người, với tư cánh là người đứng đầu và người chạy cánh. Còn phi công số 2 của mình, Nhật đã chọn gà trống. Kiếm thủ thì làm dự bị, sẵn sàng chờ lệnh. Nhật với tư cách đội trưởng, người đầu tiên khởi động động cơ. Ba chiếc Đại Hoàng Phong còn lại lần lượt cất cánh. Máy bay cảnh báo sớm trên không, đang theo dõi môi trường không phận thời gian thực, xác nhận an toàn. Sau đó 210 ALA 200 DIAL Nhật cho 4 chiếc chiến đấu cơ bay sát mặt biển 210. Theo sau là vài chục quả tên lửa Tomahawk cất cánh, mục tiêu là sân bay của địch. Nhìn thấy tên lửa, Nhật hạ lệnh tất cả phi cơ và đội hình tấn công, họ phải vào hẻm núi trước khi ném bom. Thời gian 2 phút 30 giây, Nhật dẫn đầu, 4 chiếc F-18 bay vượt âm trong hẻm núi mà tên lửa trên đầu đang ở gần. Đúng lúc Tomahawk sắp bay đến sân bay, máy bay cảnh báo phát hiện 2 chiếc Su-57 đang trở về. Lúc này Nhật và một chiếc phi cơ chỉ huy khác lái máy bay hoàn hảo vượt qua cầu đá với tốc độ cao. Nhưng gà trống ở sau lưng phi cơ số 2 lại tụt lại khá xa. Thấy vậy, Nhật bảo anh ta thoải mái tay chân. Nhưng học viên của anh ấy trực tiếp mở hết công suất đuổi theo. Rất nhanh đã đến vách núi đầu tiên, Nhật và người kia bắt đầu leo lên. Không có bất ngờ nào, thành công đảo ngược lao xuống. Sau đó tìm thấy mục tiêu. Ở sau gà trống thành công bám sát, hai quả tên lửa cũng bắn trúng mục tiêu. Bên này Nhật và người kia dẫn đầu bay ra khỏi vách núi, đạn phòng không ngay lập tức bắn lên, dưới ảnh hưởng của mồi nhử, thành công tránh được một đợt tấn công. Mơ thấy gà trống hai người bay ra, lại có 4 quả tên lửa bay lên, hai chiếc chiến đấu cơ vừa lộn vòng, vừa thả mồi nhử. Lúc này đợt tên lửa mới lại bay lên, nhưng gà trống đã hết mồi nhử. Chết tiệt, tôi không còn mồi nhử, tránh gà trống. 66 không thoát khỏi họ, họ đã khóa tôi rồi. Họ khóa chặt tôi.
Nhật bị bắn rơi, nhưng vì Su-57 ở gần, cho nên hàng không mẫu hạm ra lệnh, những chiếc F-18 còn lại toàn bộ quay về. Điều này nhằm giảm thương vong, sự lựa chọn thích hợp nhất. Nhật nhảy dù, rất nhanh tỉnh lại trên tuyết, nhưng phía sau anh ta chính là một chiếc trực thăng vũ trang. Nhật đứng dậy chạy như điên, bị đạn bắn trúng trốn ra sau thân cây, nhưng đây cũng chỉ là hoãn lại cái chết. Gà trống cứu được Nhật, nhưng chiếc đại hoàng phong của anh ta cũng bị bắn trúng. Nhật thấy nhảy dù xong, lập tức chạy đến điểm hạ cánh khẩn cấp, vừa gặp mặt Nhật đã đẩy ngã. Mình liều mạng cứu gà trống, giờ lại quay lại tìm chết, nhưng rất nhanh anh ta hiểu ra, thay thế nó bằng chính bạn, Nhật cũng sẽ làm như vậy. Sau đó hai người quan sát trên đỉnh núi, Nhật quyết định cướp một chiếc phi cơ bay đi. Hai người thừa dịp hỗn loạn, chạy vào một nhà chứa máy bay, mà bên trong là một chiếc F-14 cũ. Chuẩn bị xong xuôi, Nhật lái chiếc F-14 ra khỏi nhà chứa, nhưng đường băng bị đánh hỏng, căn bản không đủ để cất cánh. Đây là đường lăn chứ không phải đường băng. Hơn nữa còn là đường lăn rất ngắn. Có một chỗ ngồi. Ôi chúa ơi! Tiến lên nào! Bằng cách này hai người đã xuất phát thành công. Hàng không mẫu hạm cũng lập tức phát hiện tín hiệu của hai người. Nhưng lúc này hai chiếc Su-57 đột nhiên xuất hiện ở phía dưới. Nhật và người kia vội mang theo trang bị, sau đó vẫy tay giả vờ là người mình. Nhưng người chạy cánh đã chuyển sang vị trí tấn công. Nhật muốn gà trống nhảy dù, F-14 đối đầu Su-57 căn bản không có cơ thắng. Nhưng gà trống lại bảo Nhật, hãy thử một lần. Thấy tên lửa thì báo tôi. Tên lửa đến rồi, ngồi cho chắc. Bắn hạ một chiếc rồi. Theo sau lại là một quả tên lửa. Nhật nhanh chóng leo lên, chạy trốn bằng cách thả bom mồi. Van phân phối. Quay lại đi. Khóa nhanh. Đã khóa nó rồi, kỵ sĩ đơn độc. Khóa chặt anh ta và phóng tên lửa. Cái quái gì đây? Trời ơi, cái này làm sao mà làm được? Su-57 với khả năng cơ động không thể tưởng tượng. Lại một lần nữa đến sau lưng F-14, Nhật vội vã chạy trốn vào hẻm núi. Như vậy sẽ không dễ bị khóa định, nhưng súng máy quét tứ phía cũng khiến anh ta không chống đỡ được lâu. Vì thế Nhật lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ. Ai là người giỏi nhất với sức mạnh gầm rú? Lại thay đổi vị trí một lần nữa, Nhật phóng đi một quả tên lửa, nhưng bị Su-57 hóa giải bằng tên lửa nhiễu. Lao ra khỏi làn khói, Nhật điên cuồng nã súng máy. Sau vài lần giao tranh, Nhật đã dùng hết viên đạn cuối cùng. Tuyệt vời, đã bắn hạ chiếc thứ hai. Với thành tích như vậy, tuyệt đối đủ cho hai người tự hào cả đời. Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị tìm tàu sân bay, nguy hiểm lại ập đến. Một chiếc Su-57 chĩa thẳng một quả tên lửa về phía họ. Tên lửa ập đến, hải phóng tên lửa nhiễu. Sáu, nguy hiểm quá. Lúc này Nhật đã dùng hết tên lửa nhiễu, cũng không còn bất cứ phương tiện phản công nào. Anh chỉ có thể né tránh tối đa những viên đạn, rồi đột ngột lao lên, tạo cơ hội cho hải nhảy dù. Nhưng khi hải thử, lại phát hiện hoàn toàn không thể thoát được. Kẻ đơn độc. Tôi xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin chào hai vị, đây là vị cứu tinh của các anh. Đinh Tử Thủ đến cứu viện, đã thành công giải quyết được nguy cơ. Sau khi tạm biệt, chiếc Hornet của Đinh Tử Thủ đã trở về tàu sân bay trước, bởi vì bộ hạ cánh của chiếc F-14 của Nhật đã bị hư hỏng. Anh phải dùng lưới bảo vệ để hạ cánh khẩn cấp. Đừng nói với tôi là động cơ hỏng rồi. Được rồi, tôi sẽ không nói đâu nhé.
hai người thành công hạ cánh khẩn cấp xuống tàu sân bay. Nhiệm vụ lần này cả đội an toàn trở về, Nhật một lần nữa hoàn thành chiến công của mình, rào cản giữa anh và Hải đã biến mất. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Nhật quay trở lại nhà chứa máy bay của mình, quay đầu lại thấy con gái của Lan, mà Lan đang đợi cô ở cửa. Mỹ nữ bên chiếc xe thể thao, người hùng trở về trong vinh quang. Khung cảnh này đẹp đến nhức mắt.